chào quý vị và các bạn. Chúng ta thường xuyên phải chia sẻ điện thoại của mình với bạn bè hoặc người thân để họ chơi game hoặc sử dụng các ứng dụng. Tuy nhiên, chúng ta lại không muốn họ vô tình hay cố ý động vào những phần khác của điện thoại. Thì hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để hạn chế điều này. iOS đã khắc phục tình trạng này bằng cách theo một cái tính năng gọi là truy cập đường hướng dẫn. Để khóa các ứng dụng mà bạn không muốn người khác sử dụng thì bạn có thể làm theo các bước. Đầu tiên, vào cài đặt chung, vào trợ năng. Các bạn kéo xuống dưới vào truy cập đường hướng dẫn, chúng ta bật lên và đồng thời bật phím tắt trợ năng lên. Tiếp đến, chúng ta cài mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu. Để kích hoạt chế độ này, các bạn vào ứng dụng. Chúng ta chỉ cần nhấn đúp phím Home 3 lần và tiến hành khóa. Ở đây có phần tùy chọn, chúng ta có thể khoanh vùng để người chơi không truy cập được. Và để kết thúc không sử dụng tính năng này nữa, chúng ta lại ấn phím Home 3 lần là ok. Và bây giờ, chúng ta có thể thoải mái cho mượn máy mà không lo người khác tò mò vào phần riêng tư của chúng ta.